빌립 그댄 곁에 없지만 이대로 toàn dân thiên hạ, bạn này Kiệt Ngao Coro Coro à chả ra gì ừ. Kiệt Ngao nhé, gọi là Ngao rất nhiều giận con này hư lắm, đúng là ngựa điên đấy nó chạy nhảy khắp nhà trong vòng 30 phút mà không mệt. Nó bắt đầu rong giận ra khắp nơi, đốt Hoàng Anh và con út Hoàng Anh. Đây này, hình như đây một con nhỏ kinh khiếp tử nào khiếp tử. Tí đi, làm không biết giờ con làm không con, trả lời đi. Chán rồi, bây giờ hơi mệt rồi nên là mới chịu ngồi. Chứ kinh lắm, vừa nãy nó kinh lắm, cũng là một cơn ác mộng ấy. Nó chạy lên tầng 4 rồi đấy. Về nhà từ chiều mà nó chạy lên tầng 4, hư. Tỉnh dậy để nghe chửi, nhanh. Con không, không thích nghe chửi à? Nghe chửi vẫn đi ngủ luôn. Ủa, tôi chết rồi. Mẹ ngay là cả nick Kimina xong dậy luôn. Sợ hiếp ai ai. Thôi 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 đừng nói nữa, chị con điên rồi. Thôi nó đi ngủ mất rồi. Hết pin máy ảnh rồi. Rồi tạm biệt nhá. Người điên chào các bạn. Bye bye. Kiệt Ngao bye bye. Chào. Ngủ nhanh. Nó chết rồi, chết rồi ý. Vừa chửa vừa chết, vừa kinh quá. Thôi được, thế nhá. Ừ. Tạm biệt một lần nữa. Bye bye. Bye bye. Mua. Mang 그대여야만 하죠. Thank you.